Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vinh danh Chúa. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thương người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến. Xin Cha cho chúng tôi hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha mọi kẻ có nợ chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi sa chứa cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian dối, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Đó là lời Chúa. Không có lời kinh nào mà người tín hữu không thuộc lòng và truyền cho nhau ngay từ nhỏ xíu trong gia đình, đã truyền cho nhau bằng lời kinh Lạy Cha. Và thưa anh chị em, chính trong lời kinh Lạy Cha mà chúng ta được hãnh diện, hạnh phúc gọi Thiên Chúa là Cha của mình. Chưa từng bao giờ có ở trong cuộc đời này một loài thụ tạo lại được đấng tạo thành mình. Đấng ấy quyền uy, đấng ấy vinh hiển, đấng ấy phép tắc, đấng ấy có quyền muốn sinh là sinh, muốn sát là sát. Đấng ấy có quyền để trên mạng sống của loài thụ tạo, nói riêng con người và nói chung tất cả mọi loài, người có thể rút lại bàn tay chăm sóc của mình, tất cả không còn gì. Vậy mà đấng ấy lại có thể nhận loài người làm con của mình, và mình là cha. Chưa từng có bao giờ trong lịch sử cứu độ lại có thể một con người gọi Thiên Chúa mình là cha mà còn có thể đứng vững. Anh chị em đọc lại Cựu Ước mà cũng chẳng đâu xa đâu. Anh chị em nhớ lại bài đọc 1 trích sách Sáng Thế mà chúng ta vừa nghe. Tổ phụ Abraham có thể nói là người như thân thiện với Chúa, như một người bạn. Vậy mà trong lời cầu nguyện của mình, dẫu là thân thiện đến vậy, trong câu chuyện trao đổi với Chúa, tổ phụ như người đối thoại với Chúa vậy,
nhưng chưa bao giờ tổ phụ dám cất lên tiếng cha để gọi Thiên Chúa. Một lần khi ở Memre, tổ phụ Abraham gặp Thiên Chúa đi qua, người với hình dạng của ba người, và tổ phụ đã mời Thiên Chúa đến với mình. Tổ phụ đã thết đãi Thiên Chúa khi người đi ngang qua. Và trong ngày ấy, tổ phụ Abraham được Chúa ban cho một danh dự vô cùng lớn, đó là trong tuổi già vẫn có con, và người con duy nhất sau này sẽ trở thành người nối dõi đến nỗi thành cả một dân tộc. Sự chúc phúc lớn lao của Thiên Chúa dành cho tổ phụ, dòng dõi của tổ phụ và gia đình của tổ phụ Abraham đến vậy. Vậy mà tổ phụ Abraham vẫn không bao giờ dám gọi Thiên Chúa là cha của mình. Hơn thế, chính ngày hôm ấy, tổ phụ Abraham được vinh dự nghe lời mạc khải của Chúa khi Chúa tỏ bày cho tổ phụ Abraham biết là người đến trong trần thế để với tư cách của một Thiên Chúa quyền năng và giận dữ trừng phạt hai thành phố tội lỗi Gomora và Sodoma. Và chúng ta thấy từ khi Thiên Chúa mạc khải cho tổ phụ Abraham cơn giận của người thì điều gì xảy ra? Lập tức tổ phụ Abraham cầu xin Thiên Chúa và cầu xin như một người bạn nói chuyện với một người bạn diện đối diện và thân thưa với Thiên Chúa. Vậy mà tổ phụ vẫn chưa bao giờ dám ngỏ với Chúa của mình lạy cha cả. Cho đến khi tổ phụ dứt lời lạy Chúa, nếu trong thành phố ấy mà có 50 người công chính thì chẳng lẽ Chúa phạt cả 50 người công chính ấy cùng với cả thành sao? Rồi tổ phụ cứ dần dần hạ con số xuống cho mãi đến 10 người lạy Chúa, con đã trót thưa cùng Chúa, thì xin Chúa đừng giận. Tổ phụ khéo lắm. Tổ phụ có thể có những lời nói rất khéo để làm cho Thiên Chúa vừa lòng với lời cầu xin của mình. Và cuối cùng Chúa phán với tổ phụ Abraham. Chúng ta thấy Chúa nghe lời tổ phụ Abraham đến độ như vậy. Chúa phán rằng nếu trong thành phố tội lỗi ấy mà chỉ cần có 10 người công chính thôi thì ta cũng sẽ tha cho cả thành. Vậy mà tương quan giữa tổ phụ Abraham và Chúa gần đến thế, tưởng như không còn có khoảng cách nào, thì cũng chưa bao giờ tổ phụ Abraham cất lên tiếng lạy cha để ngỏ với đấng tạo thành, đấng mà mình phải tôn thờ là Thiên Chúa ngất trời của mình. Nhưng thưa anh chị em, chỉ trong Chúa Giêsu Kitô, người con duy nhất của Thiên Chúa, chỉ trong Chúa Giêsu Kitô và với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đã trở thành người anh em của Chúa Giêsu Kitô khi người cho phép chúng ta được từ nay cất lên tiếng cha để gọi Thiên Chúa là cha của người. Và đã từng có lần Chúa Giêsu bảo rằng Thầy về cùng Chúa cũng là Chúa của các con, Thầy về cùng cha của Thầy cũng là cha của các con. Thiên Chúa ấy hôm nay trở thành cha của loài thụ tạo, mà ở đó Chúa Giêsu Kitô đứng là trưởng tử của loài thụ tạo này, cho phép chúng ta được làm anh em của người để cùng với người chúng ta xưng danh Chúa của mình là cha. Một tiếng cha cao quý, một tiếng cha tưởng chừng như không bao giờ có thể có, thì lại đã xảy ra. Thật sự từ mấy ngàn năm, anh chị em và tôi cùng với bao nhiêu người đi trước chúng ta và sẽ còn những thế hệ đi sau sẽ cất lên lời kinh lạy cha để thân thưa với Chúa mình. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu Kitô
Người đã biến mình trở thành đồng hình đồng dạng với ta, để người là con của Thiên Chúa và người là Thiên Chúa lại trở thành một trong chúng ta, để cùng với chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, thờ phượng Cha của người, thờ phượng Đấng mà từng người chúng ta gọi một cách thân thưa hết sức, Cha. Không có bất cứ từ ngữ nào đẹp cho bằng danh hiệu Cha. Không có bất cứ từ ngữ nào gợi lên niềm hy vọng cho bằng danh hiệu Cha mà mỗi người chúng ta thốt lên. Bởi trong tiếng Cha đầy ắp tình thương, đầy ắp nghĩa cử, đầy ắp bảo vệ, đầy ắp chở che, đầy ắp nâng niu, đầy ắp tất cả lòng mến. Trong tiếng Cha, thưa anh chị em, Thiên Chúa đã xóa khoảng cách, để tưởng chừng như một khoảng cách rất lớn từ Đấng tạo thành. Và chúng ta là kẻ nhận được sự tạo thành ấy, vì chúng ta chỉ là thủ tạo. Là một khoảng cách vô cùng lớn giữa trời cao và đất thấp, và một khoảng cách vô cùng lớn giữa siêu nhiên và tự nhiên. Thì ngày nay Thiên Chúa đã làm cho nó không còn khoảng cách nào, chỉ còn là Cha con trong tương quan với người. Một Thiên Chúa mà như tôi nói lúc nãy, chỉ cần rút bàn tay nâng niu quan phòng của người lại thì tất cả mọi sự trở thành vô nghĩa, trở thành không còn gì. Thiên Chúa quyền năng ấy lại cho phép chúng ta cất lên tiếng Cha đối với người. Nhưng chưa hết, thưa anh chị em, mỗi lần anh chị em và tôi đọc kinh lạy Cha với tất cả niềm yêu mến tôn thờ, bởi chúng ta không đáng đâu, chúng ta không xứng đáng để có thể gọi Thiên Chúa là Cha đâu. Chúng ta là ai? Chỉ là hạt bụi giữa cõi thanh không này. Vậy mà chúng ta lại cất lên tiếng Cha ngọt ngào, và Chúa sẵn sàng đón nhận để cũng đáp lại với ta: ta là con của người. Thì lẽ nào anh chị em lại không sống cho xứng với danh hiệu mình đã được Chúa ban cho? Chúng ta không xứng đáng mà Thiên Chúa lại nhìn nhận ta, lại cho phép ta, lại gần gũi với ta. Người mở ra trái tim của người để ta được đến với người. Thì lẽ nào ta lại vô ơn, vô nghì, vô phép với Chúa của mình? Và trong kinh lạy Cha không có chỗ cho cá nhân chủ nghĩa. Bởi vì anh chị em đi tìm đi, trong suốt 7 lời cầu nguyện của kinh lạy Cha, từ lời chúc tụng Chúa ngay đầu của kinh đến sau đó là lời cầu xin, thì không có một chỗ nào Chúa dạy mình là: xin Cha cho con hôm nay lương thực hằng ngày, xin tha nợ cho con, hoặc là xin cho con khỏi xa trước cám dỗ, xin cứu con khỏi sự dữ. Không à, mà luôn luôn là: xin Cha cho chúng con, lạy Cha chúng con, Cha ngự trên trời, chúng con nguyện, chúng con mong, chúng con hy vọng, chúng con ước ao danh Cha cả sáng, chúng con luôn luôn trông đợi, tin tưởng ý Cha được thể hiện, chúng con. Cho nên lời kinh lạy Cha lại trở thành lời kinh kiểu mẫu cho tất cả mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Nó đánh bật tất cả những gì được gọi là cá nhân chủ nghĩa, được gọi là sự ích kỷ. Trong khi đó người Công giáo, tôi không biết người Công giáo ở ngoại quốc thì sao, chứ người Công giáo Việt Nam thì mở miệng ra chúng ta đầy thói cá nhân.
mình cầu nguyện nhiều lắm, và chỉ là lạy Chúa xin cho con, lạy Chúa xin cho gia đình con, kéo Chúa đến xung quanh, đến xoay quanh cái nhu cầu của mình và của gia đình mình. Y như Chúa là cái kho, và ở đó chúng ta cứ muốn lấy từ trong cái kho đó những điều chúng ta muốn, chúng ta cần, chúng ta thấy, chúng ta xin. Xin Chúa ban cho con sức khỏe, xin Chúa ban cho chồng con được ơn, vân vân. Mà chưa bao giờ hay là rất ít khi anh chị em mở ra, anh chị em thấy lời cầu nguyện của tổ phụ Abraham đấy. Người không cầu nguyện để cho bản thân mình, mà cầu nguyện để cứu những kẻ bị tội lỗi, bây giờ đáng giáng phạt. Và lời cầu nguyện ấy cho người khác, lời tiến cử cho người khác đã được Chúa nhận lời. Nó trở thành kiểu mẫu cho mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Đừng cá nhân chủ nghĩa, đừng chỉ xoay quanh cái của mình. Chúa là Thiên Chúa mở ra đến vậy, người trở thành cha, trái tim người mở ra, lòng người mở ra, tình thương của người mở ra đến vậy, để ta có thể làm con của người và người làm cha của ta. Đến như vậy mà lẽ nào người có thể chấp nhận một thái độ ích kỷ để van xin người? Người là Thiên Chúa mở ra mà lẽ nào người có thể chấp nhận một lời cầu nguyện mà ở đó chỉ có tôi mà không có chúng ta, chỉ có một mình mà không có hội thánh, không có thế giới, không có anh em mình. Anh chị em hãy nhớ cầu nguyện bằng tất cả điều mà hôm nay tổ phụ Abraham đã làm gương cho mình. Hãy nhớ đến những nhu cầu của anh chị em. Anh chị em hãy cất lên lời cầu xin chẳng hạn. Thiệt nhớ cầu xin cho những người đau ốm bệnh tật xung quanh, cho những người đói kém khổ sở xung quanh, cho những người đang bị tù tội oan ức, cho những người đang bị án chết nhưng có thể họ không đáng chết, nhưng vì một lý do ghét bỏ nào đó bao che cho kẻ khác mà một con người phải đưa ra làm dê tế thần để có thể trút vào họ cái chết để cứu những kẻ nào có quyền lực chẳng hạn. Chúng ta có thể cầu nguyện cho chiến tranh của thế giới dừng lại. Chúng ta có thể cầu nguyện cho biết bao nhiêu nhu cầu của giáo xứ mình, cho giáo xứ ngày càng hiệp nhất, ngày càng yêu thương, cho giáo phận mình được đầy tràn ơn Thánh Chúa, được đầy tràn ơn sủng, cho giáo hội mình. Đâu nhất thiết phải chỉ là lạy Chúa cho con, lời cầu nguyện mà ngược với sự mặc khải của Thiên Chúa. Hỏi anh chị em làm sao được Chúa nhận lời? Chúa thì Chúa chỉ mặc khải tấm hồn, tấm lòng người mở ra. Còn tôi và anh chị em lại cầu nguyện là để khép lại. Người mở ra tất cả, không chừa ai, nhưng chúng ta lại khép tất cả lại, chừa mình. Lạy Chúa cho tôi, lạy Chúa cho gia đình tôi, lạy Chúa cho con tôi, lạy Chúa cho xung quanh cái mà tôi đang thấy, cái mà tôi mong muốn của mình. Thì làm sao một Thiên Chúa đại lượng có thể mở ra với những kẻ ích kỷ? Người đòi chúng ta cũng hãy giống như người mở ra với anh chị em. Điều thứ nhất tôi đề nghị, vì đây là lời kinh đẹp nhất, không có lời kinh nào bằng. Vì đây là lời kinh độc đáo nhất của dòng lịch sử cứu độ, vì lời kinh của Chúa. Và đây cũng là lời kinh hết sức hy vọng, bởi đây là chính lời cầu nguyện mà chúng ta được Chúa Kitô dạy. Không phải Chúa lấy một lời cầu nguyện nào ở đâu Chúa dạy, mà Chúa lại lấy chính kinh nghiệm cầu nguyện của Chúa để dạy ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện bằng chính kinh nghiệm cầu nguyện của Chúa Giêsu trong kinh Lạy Cha. Cho nên hãy nhớ, ý thức, đọc cho khoan thai, chậm rãi, cho đường hoàng, ghi nhớ từng lời. Tôi vẫn trêu chọc nhiều người rằng anh chị em đọc kinh nhanh quá. Tôi thấy anh chị em đọc kinh mà không có cầu nguyện.
xem ra nghe nó mâu thuẫn, nhưng mà nó đúng đấy. Bởi vì chúng ta đọc ào ào thì trong lời kinh đó mình có ý thức đâu mà cầu nguyện. Đọc kinh mà không có ghi nhớ, không có khắc ghi gì cả, không có cầu nguyện gì cả, hoặc là có thì cũng chỉ là một chút nào đó. Điều thứ hai đó là biết rằng Thiên Chúa rộng lượng mở lòng người, chúng ta cũng hãy đến với người bằng một tâm hồn mở rộng, để chúng ta đón nhận tất cả mọi người, tất cả mọi nhu cầu của mọi người, mọi nơi trong hội thánh, trong thế giới này, giúp cho mình có một lời cầu nguyện làm sao mà ở đó phù hợp với ý Chúa hơn. Chúng ta đừng chỉ có cá nhân chủ nghĩa, nhưng hãy là chúng tôi, chúng con. Xin cho tất cả chúng ta hiểu được điều đó, để chúng ta thật sự là người khiêm nhường trước tôn nhan Chúa, khiêm nhường để thưa chuyện với Chúa, khiêm nhường nếu cần để cầu xin ơn Chúa ban, thì chúng ta cũng cầu xin hết sức khiêm nhường, giống như hình ảnh của tổ phụ Abraham hôm nay. Anh chị em đứng.